Kỹ năng sinh tồn ti 1 Khi đi du lịch nơi hoang dã hoặc gặp trường hợp khẩn cấp Dễ xảy ra ngoài trời Khi trường hợp khẩn cấp về sự sống còn có một số thủ thuật Mọi người cần nắm vững Tạo lưỡi câu bằng bóc khóa ba lô Bật nắp của lon cũng có thể được chuyển đổi thành lưỡi câu Có thể dùng để câu cá